Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch cho những trận đấu giao hữu sắp tới với các đối thủ rất mạnh ở trên thế giới nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Vừa qua, sau khi hoàn thành mục tiêu đó là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng hội quân trở lại với danh sách đó là 30 cầu thủ để chúng ta bước vào cái quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, một giải đấu lớn nhất hành tinh. Và đây cũng chính là cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà khi mà lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như là bóng đá Việt Nam nói chung góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Và để chuẩn bị cho giải đấu này thì đội tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch tập huấn và sẽ thi đấu giao hữu với một bộ đội tương đối là dày đặc. Theo đó thì thầy trò huấn luyện viên Đức Trung sẽ tập huấn tại Đức và tại đây thì chúng ta sẽ có 3 trận đấu giao hữu cực kỳ chất lượng với những câu lạc bộ như là Frankfurt vào ngày 10 tháng 6, câu lạc bộ Sotman vào ngày 15 tháng 6 và đặc biệt đó là đội tuyển nữ Đức vào ngày 24 tháng 6. Trong thời gian này thì đội tuyển còn có chuyến hành quân ngắn đến Ba Lan và sẽ có một trận đấu giao hữu với U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Và mới đây trong danh sách tập huấn tiếp theo những trận đấu giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam còn có thêm một đối thủ cực mạnh đó là đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Theo đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Đức Trung dự kiến sẽ so tài với các cô gái của Tây Ban Nha trong tháng 7 tới đây. Và đặc biệt, trận đấu này sẽ được tổ chức khá sát vào ngày 10 tháng 7, tức là thời điểm sẽ diễn ra trận đấu giao hữu với chủ nhà New Zealand. Được biết về đội tuyển nữ Tây Ban Nha thì đây là một đội bóng cực mạnh, hiện nay đang xếp thứ 7 ở trên bảng xếp hạng của FIFA, là một trong những đội bóng được đánh giá là mạnh hạng đầu tại châu Âu hiện nay. Trong đội hình của họ sở hữu rất nhiều những ngôi sao hiện nay đang khoác áo những đội bóng lớn nhất ở trên thế giới. Đặc biệt đó là câu lạc bộ Barcelona, nhà đương kim vô địch của La Liga. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 thì đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây là bảng đấu được đánh giá là tử thần với thầy trò huấn luyện viên Đức Trung khi mà Mỹ là đương kim vô địch thế giới, còn Hà Lan là đương kim á quân của giải đấu này. Trong khi đó thì Bồ Đào Nha cũng được coi là một ẩn số cực kỳ nguy hiểm khi mà chính nơi đây cũng đang là nơi mà Huỳnh Như đang thi đấu cho câu lạc bộ Lanh FC. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại hai quốc gia đó là Australia và New Zealand. Và theo lịch thi đấu thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 và Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Quả thực thì chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta lại có được những cái đợt tập huấn, những trận đấu giao hữu nó chất lượng như vậy. Bởi cũng đơn giản thôi, bởi chúng ta lần đầu tiên có được cái vinh dự tham dự một vòng chung kết World Cup cơ mà. Vì vậy mà bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đầu tư để cho chúng ta có được những trận đấu giao hữu cực kỳ bổ ích như thế này thì đó cũng là điều đương nhiên thôi. Và tôi nghĩ rằng với những đợt tập huấn và những trận đấu giao hữu như thế này quá là quý giá dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và tôi tin rằng với cái đà và động lực như thế này thì bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm những lần để chúng ta tham dự vòng chung kết World Cup. Và như cầu thủ chúng ta có chia sẻ trong những buổi tập gần đây thì họ có nói rằng là với đội tuyển nữ Việt Nam rất mong muốn không chỉ là có được bàn thắng đâu, mà những cầu thủ nữ Việt Nam chúng ta cũng rất mong muốn kiếm về là được một điểm, ít nhất là một điểm trong các trận đấu sắp tới trước các đối thủ vô cùng hùng mạnh. Và đó là một điểm lịch sử dành cho bóng đá nước nhà. Và hy vọng rằng những cô gái vàng, những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam sẽ làm được điều này và mang đến niềm tự hào dân tộc thực sự là vô bờ bến dành cho các cổ động viên bóng đá nước nhà. Còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có hai trận đấu giao hữu với Hồng Kông và Syria. Khi mà nói về đội tuyển Hồng Kông thì nhiều người nói rằng đây là đối thủ quá yếu và không xứng tầm để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta giao hữu. Nhưng sau đó thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã thông báo là sẽ có một trận đấu giao hữu với Syria, một đội bóng cũng nằm trong top 90 thế giới, có nghĩa rằng cũng là đội bóng rất mạnh. Và tôi nghĩ rằng đây là những trận đấu giao hữu có lẽ rằng là phù hợp dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng với đội tuyển Thái Lan thì họ thậm chí còn tập trung một đội hình cực mạnh để đấu với những đối thủ thực sự là vô cùng yếu. Hiện nay thì chân sút tốt nhất trong lịch sử của AFCUP, Dangda cùng với 3 cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài đó là Chathip, Subhachok và cầu thủ Mitchelson cũng đều góp mặt ở đội tuyển Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đá giao hữu với đội Trung Hoa và Hồng Kông Trung Quốc. Cụ thể thì bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan vừa qua họ đã công bố danh sách tập trung 23 cầu thủ của đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho loạt giao hữu FIFA Day ở trong tháng 6. Và đáng chú ý thì Thái Lan triệu tập gần như là một đội hình mạnh nhất để tham dự những trận đấu như thế này.
Bên cạnh đó là rất nhiều những cái tên nổi bật đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Thái Lan. Đó là sự góp mặt của chân sút tốt nhất lịch sử của AFF Cup, đó là Tenasin Dangda. Và ba cầu thủ hiện nay đang chơi bóng tại nước ngoài ở Nhật Bản, đó là Chalathip Songkrasin, Subarchok và một cầu thủ đang chơi bóng tại Đan Mạch, đó là Nicolas Michelsen. Theo lịch thì đội tuyển Thái Lan hiện nay đang có thứ hạng là 114 thế giới, sẽ đá giao hữu trên sân khách lần lượt gặp các đội bóng như Đài Bắc Trung Hoa hạng 156, vào ngày 16 tháng 6 gặp Hồng Kông hạng 147 vào ngày 19 tháng 6. Trước đó thì đợt FIFA Day ở tháng 3 thì Thái Lan họ cũng mong muốn là cải thiện được thứ hạng của mình ở bảng xếp hạng của FIFA khi mà họ mời những đội bóng có thứ hạng cao hơn, thì cuối cùng thì đều nhận thất bại chung cuộc trước UAE với tỷ số 0-2 và cũng trước chính Syria, đối thủ sắp tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam, với tỷ số là 1-3 và kết quả họ bị tụt hạng từ hạng 111 xuống tận hạng 114. Và rút kinh nghiệm lần này thì có lẽ rằng là bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đang mong muốn chọn các đối thủ yếu hơn để làm sao có những chiến thắng, thậm chí là những chiến thắng đậm, để cải thiện được ít nhất là giữ được cái vị trí hiện nay là 21 châu Á hiện tại, qua đó đảm bảo được miễn vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khi mà nơi đây dành cho top 25 đội bóng đến từ châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây. Vì vậy mà có thể nói rằng với bóng đá Thái Lan hiện nay thì mục tiêu của họ có lẽ rằng vẫn là cái mục tiêu mà giữ được cái vị trí thôi. Vậy thì cái lý do vì sao mà họ lại chọn những đội bóng giao hữu yếu như vậy để mà tích lũy điểm thì chúng ta cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bởi hiện nay thì Thái Lan đang nằm trong top 21 rồi, và nếu như tiếp tục mời những đội bóng mạnh đến đây thì họ hoàn toàn có thể bị văng ra khỏi top 25, mà khi đó thì lại phải thi đấu ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026, và điều đó đương nhiên là sẽ gặp rất nhiều những cái rủi ro. Ở đội tuyển Việt Nam chúng ta trong tháng 6 thì chúng ta cũng sẽ giao hữu với Hồng Kông vào ngày 15 tháng 6 và Syria vào ngày 20 tháng 6. Đội tuyển Singapore thì sẽ đá giao hữu với những đội bóng rất lạ như là Solomon Eastern hay là những đội bóng như New Guria. Còn Malaysia thì cũng có một số các trận đấu giao hữu khác, và trước đó thì họ có một trận đấu giao hữu với Yemen. Còn tại Đông Nam Á thì chúng ta biết rồi, vừa qua Indonesia là một đội bóng mà họ thực sự chơi quá lớn khi mà họ mời đương kim vô địch thế giới, đó là Argentina, tới Jakarta đá giao hữu vào ngày 19 tháng 6, bên cạnh một trận đấu cũng chất lượng khác với Palestine vào ngày 14 tháng 6. Và để mời được Argentina tới đây thì con số mà chúng tôi nhớ không nhầm là rơi vào khoảng 110 tỷ Việt Nam đồng, tức là khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Vì vậy mà con số này thì cũng là con số thực sự là rất khủng khiếp khi mà được mời những cầu thủ như là Messi đến với Indonesia để đá giao hữu. Đương nhiên thì nói về chất lượng của trận đấu hoặc là về cái chuyên môn thì nó có sự chênh lệch quá lớn rồi. Các cổ động viên của Indonesia thì cũng mong muốn gặp được các thần tượng của mình ở trên đội tuyển Argentina. Thế nhưng với rất nhiều chuyên gia thì họ có khẳng định rằng là trận đấu này thì không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi sự chênh lệch về mặt đẳng cấp thì cũng không giúp cho đội tuyển Indonesia thu hoạch được quá nhiều điều. Đương nhiên thì họ có tiền thì họ muốn làm gì thì làm thôi. Cổ động viên Việt Nam chúng ta nếu được có được điều kiện mà chúng ta có được sự góp mặt, nhìn thấy được Messi hay là Di Maria các thứ đến đây thì tôi nghĩ rằng cũng ok thôi. Thế nhưng quan trọng nhất đó vẫn là vấn đề về tài chính. Chúng ta không có tiền để mà mời những đội bóng như vậy đâu. Hơn 100 tỷ đồng cho một trận đấu thì nó thực sự là quá lãng phí, phải không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Từ Bóng Đá một bình luận của mình và một like để ủng hộ cho Từ Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Từ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.